Kính thưa quý vị, ngày 21 tháng 9 trong khuôn khổ phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75 đã diễn ra phiên họp cấp cao kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc với sự tham dự của 137 lãnh đạo cấp cao và 33 bộ trưởng các nước thành viên Liên Hợp Quốc. Do tác động của đại dịch COVID-19, phiên họp được tổ chức theo hình thức lãnh đạo các nước ghi hình phát biểu trước để phát trực tiếp tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thông điệp quan trọng gửi tới phiên họp cấp cao kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc. Truyền hình Nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn thông điệp của Thủ tướng. Thưa quý vị, chúng ta kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên Hợp Quốc vào thời điểm rất đặc biệt, khi niềm tự hào về sự lớn mạnh của Liên Hợp Quốc đang xen nỗi lo lắng về bất ổn, dịch bệnh đang lan rộng trên hành tinh. Từ tro tàn của chiến tranh, sau 75 năm, thế giới đã không phải chứng kiến thêm một cuộc chiến tranh thế giới mới. Hòa bình, hợp tác, hữu nghị được vun đắp, đói nghèo, bệnh tật được đẩy lùi, cuộc sống của nhân loại được đổi thay. Những thành quả to lớn đó không thể có được nếu không dựa trên những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Không thể đạt được nếu không có Liên Hợp Quốc, trung tâm điều phối hành động chung của các quốc gia. Thế giới đang đứng trước những thách thức chưa từng có tiền lệ. Đại dịch COVID-19 cùng với bất ổn, xung đột, cạnh tranh nước lớn, chính trị cường quyền, biến đổi khí hậu đang đe dọa nền hòa bình và phát triển bền vững của các dân tộc. Việt Nam có câu lửa thử vàng, gian nan thử sức. Thực tại càng cam go thử thách, chúng ta càng đoàn kết, hợp tác, tăng cường chủ nghĩa đa phương với trung tâm là Liên Hiệp Quốc, nghiêm túc tuân thủ hiến chương và luật pháp quốc tế, triệt để tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia, đặt con người ở trung tâm của mọi nỗ lực phát triển để không ai bị bỏ lại phía sau. Thưa quý vị, trải qua nhiều thập kỷ đấu tranh về chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do và 35 năm thực hiện tiến trình đổi mới, lấy người dân làm trung tâm. Ngày nay, Việt Nam đang tự tin phát triển năng động, tái cơ cấu sâu rộng nền kinh tế, chủ động hội nhập quốc tế, tham gia có trách nhiệm tại nhiều diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hiệp Quốc, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Bằng nỗ lực của mình và hợp tác với nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, đến nay chúng tôi đã cơ bản kiểm soát được COVID-19, từng bước phục hồi đã phát triển nhanh nền kinh tế. Chúng tôi trân trọng cảm ơn các nước đã dành tín nhiệm cao bầu Việt Nam là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đang nỗ lực hết sức mình hoàn thành tốt nhất trọng trách này. Đồng thời là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam cùng các thành viên nỗ lực xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, thịnh vượng. Nhân dân Việt Nam quyết tâm cùng tất cả các dân tộc trên thế giới gìn giữ hòa bình, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững SDG 2030 và lá cờ Việt Nam sẽ tung bay tại thêm nhiều phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc trên toàn cầu. Tôi tin rằng với quyết tâm cao và nỗ lực mạnh mẽ, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng thế giới hòa bình và tương lai tươi sáng cho hôm nay và mai sau. Xin trân trọng. Cảm ơn.